Chào mừng quý khách đã đến với Yêu Hàng Ngoại Store. Những vấn đề về khớp có thể dẫn đến nhiều nguyên nhân gây ra như thoái hóa khớp do tuổi tác, chấn thương khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm khớp phản ứng, lối sống ít vận động. Những cơn đau nhức khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày. Ngoài việc tập thể dục, chúng ta có thể bổ sung thêm viên uống bổ xương khớp glucosamine 375 viên của Kích Lình Mỹ, giải pháp cho khớp khỏe mạnh, linh hoạt. Hỗ trợ điều trị các bệnh như thoái hóa khớp gối, háng tay, cột sống, vai, loãng xương, gãy xương, teo khớp, tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp, chống lão hóa xương, kích thích sinh sản mô liên kết xương, giảm quá trình mất canxi của xương, làm giảm quá trình thoái hóa khớp, hỗ trợ làm lành các khớp bị tổn thương do vận động, chống viêm nhiễm, triệu chứng viêm xương khớp. Mỗi ngày nên uống 2 lần, chia ra mỗi lần một viên sau ăn. Quý khách hãy đến Yêu Hàng Ngoại để được tư vấn miễn phí về sản phẩm hơn nhé. Shop xin cam kết hàng 100% từ Mỹ và được đổi trả hàng trong vòng 14 ngày nếu phát hiện đây là hàng giả. Cảm ơn quý khách đã xem hết video ạ.